Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam suốt hơn 70 năm qua, và ai cũng biết rõ đó là một đảng độc tài toàn trị. Tuy không chấp nhận đa đảng và cạnh tranh chính trị công khai, nhưng trong nội bộ đảng lại chia thành nhiều phe nhóm. Mỗi phe thao túng một vài lĩnh vực kinh tế trọng điểm của đất nước. Khi Việt Nam mở cửa hội nhập với thế giới thì dòng tiền tư bản đổ vào Việt Nam ngày càng nhiều, và vì thế các nhóm lợi ích ngày càng lớn mạnh. Đất đai là lĩnh vực mà bất cứ nhóm lợi ích nào cũng phải có phần, vì nguồn lợi mang lại từ đất đai là khổng lồ và vô tận. Sau khi lên làm Tổng Bí Thư, dù đã quá tuổi thì ông Trọng đã lấy một quyết định mang tính sống còn cho đảng là tiến hành chiến dịch chống tham nhũng theo phiên bản đã hổ diệt ruồi của Tập Cận Bình bên Tàu. Quyết tâm của ông Trọng được thể hiện qua câu nói nổi tiếng: hy sinh vài người để cứu muôn người. Muôn người ở đây có nghĩa là đảng Cộng sản. Ông cũng được báo chí Việt Nam tung hô là người đốt lò vĩ đại, vì ông ví von là cuộc chiến chống tham nhũng sẽ như việc nhóm lò và đốt lò. Khi lò nóng lên rồi thì củi tươi hay củi khô cho vào cũng phải cháy hết. Thanh củi vừa khô vừa to bị ông Trọng ném vào lò, đó chính là đương kim Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành Hồ, Đinh La Thăng. Để ném được thăng vào lò, trước đó ông Trọng đã cho an ninh Việt Nam sang tận nước Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đang xin tị nạn tại đó, bất chấp chủ quyền của Đức cũng như sự ảnh hưởng ngoại giao giữa hai nước. Một loạt đại gia cũng đã sổ khám như Trầm Bê, Phạm Công Danh, Vũ Nhôm, và trong số các đại gia chuẩn bị bị ném vào lò có ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh. Vào thời gian cuối năm 2017, báo chí Việt Nam rầm rộ đưa tin ông Thản sắp bị khởi tố vì các lý do như trốn thuế, vi phạm các quy định về xây dựng và quản lý nhà ở, vân vân. Thế nhưng sau Tết Mậu Tuất thì mọi chuyện thị phi về ông Lê Thanh Thản trên báo chí đều tắt tiếng, và báo Dân Việt ngày 20 tháng 2 năm 2018 cho đăng bài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói về khách sạn của ông Lê Thanh Thản. Bài báo đã đăng ảnh chụp bản viết tay bài thơ của ông Trọng nói về những tình cảm của ông đối với khách sạn này. Nội dung của bài thơ là: lần này lại đến phương Đông, tình xưa nghĩa cũ mặn nồng Mường Thanh. Cố lên các chị các anh, quê hương vẫn gọi sử sanh lưu truyền. Nhưng bài thơ của Nguyễn Phú Trọng sau đó bị gỡ bỏ khỏi bài báo, và tựa của bài viết cũng thay đổi thành: điều làm nên thành công của hệ thống khách sạn của ông Lê Thanh Thản. Chuyện gì đã xảy ra? Đa số các ý kiến và bình luận đều cho rằng bài thơ bốn câu của Nguyễn Phú Trọng viết tặng Mường Thanh như là một bửu bối hay kim bài của hoàng đế dành cho Lê Thanh Thản, giúp ông thoát khỏi các cáo buộc dành cho ông và Mường Thanh. Điều này không sai. Ai cũng biết là các đại gia Việt Nam muốn tồn tại và phát triển thì đều phải dựa vào các thế lực chính trị chớp bu tại Hà Nội. Lê Thanh Thản cũng không thể làm khác, và có lẽ ông đã đi đúng cửa khi dựa vào thế lực của Tổng Bí thư Trọng. Tuy nhiên, có một chi tiết quan trọng mà mọi người chưa nhìn thấy, đó là ngày tháng của bài thơ được ông Trọng viết là ngày 30 tháng 10 năm 2017. Để có được bài thơ này thì các phụ tá của Nguyễn Phú Trọng đã phải chuẩn bị cho ông từ nhiều tháng trước. Chuyến đi này cũng không phải tình cờ mà phải có lịch trình và mục đích rõ ràng. Vậy tại sao sau đó Mường Thanh vẫn bị điều tra? Báo chí Việt Nam vẫn buộc tội ông Thản đủ các loại tội cho đến tận cuối tháng 12 năm 2017. Theo nhận định của người viết thì phe củi, tức là những nhóm lợi ích đối lập nằm trong tầm ngắm của Nguyễn Phú Trọng, đã phản công bằng cách đưa luôn cả người của phe đốt lò vào danh sách củi cần đốt, mà điển hình là ông Lê Thanh Thản.
Tất nhiên là Trọng phải cứu phe ta bằng mọi cách, và vì thế các cáo buộc đối với Mường Thanh nhanh chóng được chìm xuồng. Phe Củi liền tung ra đoàn mới, đó chính là bài thơ ông Trọng đề tặng Mường Thanh. Thông điệp cũng khá rõ ràng là Trọng không hề liêm khiết hay công minh gì cả. Trọng cũng chỉ là người bảo kê cho các nhóm lợi ích khác. Do đó, cuộc chiến chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng chỉ là thanh trừng phe nhóm. Bàn Tuyền Giáo nhận ngay ra đoàn đọc này nên đã ra lệnh gỡ bài thơ của Trọng, nhưng đã muộn. Vậy thì người dân Việt Nam thấy gì qua sự kiện này? Dân chúng nhận ra rằng cuộc chiến chống tham nhũng trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Phú Trọng chủ trương ngày càng gây cấn và không thể khoan nhượng. Núp dưới chiến dịch chống tham nhũng là sự thanh trừng các phe nhóm lợi ích khác không ăn cánh, hoặc các phe nhóm này chiếm giữ quá nhiều lợi ích từ thời Nguyễn Tấn Dũng. Cuộc chiến này đe dọa tất cả các đại gia và quan chức hiện nay. Bởi lẽ, khi một người ăn cùng mâm ngủ cùng phòng như Đinh La Thăng còn bị ném vào lò thì không ai có thể thoát nếu không cùng chạ với phe đốt lò của Trọng. Phe Củi sẽ tìm mọi cách phản công, và vì thế cuộc nội chiến này sẽ vô cùng thảm khốc và có thể làm sụp đổ chế độ thay vì cứu được chế độ như mục tiêu ban đầu của nó. Sự phân hóa trong nội bộ Đảng ngày càng trầm trọng thay vì đoàn kết. Người dân Việt Nam cũng như các đại gia Việt Nam có lẽ nên nghĩ dần đến một tương lai không còn Cộng sản đi là vừa. Tiếp theo, hai dự luật về Hồng Kông được Lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua và Tổng thống Trump ký ban hành vào ngày 4 tháng 12 năm 2019. Hạ viện Hoa Kỳ lại bồi thêm một đoàn mới cho Trung Cộng bằng việc thông qua dự luật chống tình trạng giam giữ tùy tiện, tra tấn và quấy rối người Hồi giáo Uy Cừa ở nước Tàu. Điều này làm cho mối căng thẳng Mỹ-Trung càng thêm căng thẳng hơn. Ngay từ khi Lưỡng viện Hoa Kỳ thông qua hai dự luật về Hồng Kông, thì gia cầm quyền Bắc Kinh đã bất bình và dọa nạt. Ngoài việc triệu tập đại sứ Hoa Kỳ đến để phản đối, còn có những lời lẽ của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Cộng. Các cơ quan truyền thông chính thống của Bắc Kinh đã dùng những lời lẽ đe dọa, thóa mạ nặng nề. Thế rồi, khi Tổng thống Trump ký ban hành thành luật, phản ứng của Trung Cộng có vẻ mạnh mẽ hơn là không cho tàu hải quân Hoa Kỳ cập bến Hồng Kông, đồng thời cấm một số tổ chức phi chính phủ đến Hồng Kông như Tổ chức Dân chủ Quốc gia, Viện Dân chủ Quốc gia về các vấn đề quốc tế, Viện Dân chủ Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Đánh giá về cái gọi là trừng phạt trả đũa của Bắc Kinh, một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ nhấn mạnh, việc Trung Cộng từ chối cho tàu chiến Hoa Kỳ ghé Hồng Kông không có tác động tới các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ. Nghĩa là những cái cho là đòn trả đũa kia chẳng hề hấn gì với những hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ. Còn các tổ chức dù là phi chính phủ nhưng cứ dính đến dân chủ, nhân quyền, đó là những điều tối kỵ của Trung Cộng thì đã từ lâu ít có cơ hội được đón tiếp tại đây. Và những tổ chức này cũng không có nhiều tham vọng hiện diện tại Hoa Lục. Thật ra đây chỉ là những hành động tượng trưng để chữa ngượng khi đã trót to tiếng hăm dọa. Điều người ta nghĩ đến là Trung Cộng có thể trả những đũa gì trước những hành động của chính phủ Hoa Kỳ. Dù Trung Cộng rất mạnh miệng trong các tuyên bố, nhưng trong điều kiện hiện nay, liệu Trung Cộng có muốn và dám làm căng thẳng thêm mối tương quan với Hoa Kỳ hay không? Tình hình mọi mặt của Trung Cộng gần đây đối diện với những vấn đề nghiêm trọng. Ngoài những lý do nội tại do thể chế Cộng sản độc tài gây ra, thì một tác động rất lớn là từ cuộc chiến Mỹ-Trung đem lại. Cuộc chiến với Trung Cộng của chính phủ Hoa Kỳ mở đầu bằng cuộc chiến thương mại kéo dài hơn một năm rưỡi qua, rồi sau đó kéo cả các nước khác cùng tham gia,
đã gây cho Trung Cộng những sự khốn đốn rõ nét. Những số liệu do các cơ quan chính phủ Trung Cộng công bố gần đây đã xác nhận nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức không dễ vượt qua. Về mặt đối ngoại, đi kèm với những mâu thuẫn trong lĩnh vực kinh tế là có nhiều quốc gia xung quanh Trung Cộng cũng như trên thế giới đã nâng cao cảnh giác một khi Trung Cộng trở nên hùng mạnh và không che giấu tham vọng xưng hùng, xưng bá. Một quốc gia lớn bên cạnh Trung Cộng là Ấn Độ, vốn đã có những mâu thuẫn với nhau về đường biên giới, nay lại càng nâng cao cảnh giác hơn đối với các chính sách của Trung Cộng muốn hình thành một chuỗi bao vây quanh Ấn Độ. Nhật Bản, một cường quốc về kinh tế, bị tranh chấp quần đảo với Trung Cộng, đã cho thấy sự ủng hộ của mình với cuộc thương chiến Mỹ-Trung là hoàn toàn tự nhiên, khi những cuộc thăm dò gần đây cho thấy kết quả là 85-90% người Nhật Bản có thái độ cảnh giác Trung Cộng. Mới đây, trong cuộc họp tổ chức 70 năm ngày thành lập NATO, tức Liên minh Bắc Đại Tây Dương này, đã ra bản tuyên bố chung, trong đó lần đầu tiên đề cập đến những thách thức từ sự trỗi dậy của Trung Cộng. Đó là chưa kể các nước nhỏ mà nhiều khi vì những áp lực khác nhau đã không mạnh mẽ thể hiện thái độ của mình, nhưng không tin tưởng vào Bắc Kinh. Hơn nữa, việc làm cho Trung Cộng nghèo trở lại là điều mà nhiều quốc gia đồng thuận. Điều này không lạ, bởi chính những hành vi hung hăng bá quyền nước lớn của Trung Cộng là chèn ép, xâm chiếm lãnh thổ láng giềng, mưu đồ bành trướng lộ rõ ràng khắp thế giới khi trong tay chúng có sẵn đồng tiền. Đồng thời, chính thái độ kiêu ngạo cộng sản đã đưa đến việc Trung Cộng bộc lộ quá sớm những tham vọng của mình. Những tham vọng và ý đồ bẩn thỉu đó của Trung Cộng đã làm cho nhiều nước cảnh giác. Chính những cách hành xử không đàng hoàng trong làm ăn và trong tương quan quốc tế đã đưa Trung Cộng đến chỗ bị tẩy chay nhiều nơi sau một quá trình dài mà chúng cố gắng vươn ra khắp thế giới. Với dự luật vừa được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua liên quan đến người Hồi giáo Uyghur ở nước Tàu. Một lần nữa, Hoa Kỳ quyết tâm tấn công vào những tử huyệt của Trung Cộng, đó là nhân quyền và chính sách tàn bạo của Bắc Kinh đối với người dân Hoa Lục, đặc biệt tại các vùng lãnh thổ bị Trung Cộng chiếm đóng. Thực chất, đây là cuộc chiến đối đầu với Đảng Cộng sản Tàu, hiện là lực lượng độc tài nắm giữ tuyệt đối mọi quyền sinh, quyền sát đối với đất nước này. Vừa qua, nhân kỷ niệm 30 năm bức tường Berlin sụp đổ, hôm 8 tháng 11, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng, tại nước Tàu, Đảng Cộng sản Trung Hoa đang định hình một cái nhìn mới về chế độ toàn trị, một thứ mà thế giới chưa từng chứng kiến trong một thời gian rất lâu rồi. Thế giới cần giúp đỡ cho người dân nước Tàu sớm thoát khỏi tai họa này. Hiện nay mức thu nhập bình quân đầu người bên Tàu là 10.099 Mỹ kim, trong khi mức trung bình thế giới là 11.460 Mỹ kim. Với thu nhập đó, Trung Cộng đang tiến gần tới mức lợi tức trung bình là khoảng từ 12.000 đến 15.000 Mỹ kim. Trước đây, khi Brazil đạt đến hơn 13.000 Mỹ kim vào năm 2011, thì sau đó thu nhập tuột dần, rồi đến năm 2018 chỉ còn gần 9.000 Mỹ kim. Nam Phi cũng gặp hiện tượng tương tự, đạt 8.000 Mỹ kim năm 2011, và đến nay chỉ còn hơn 6.000 Mỹ kim. Người ta nói 7 thu nhập trung bình, tức là mức thu nhập khoảng chừng 12.000 Mỹ kim. Thực tế có rất ít quốc gia vượt qua được mức thu nhập này. Một trong những quốc gia vượt qua được có thể kể ra như Nam Hàn, Đài Loan và Singapore. Vì sao? Vì các quốc gia có mức thu nhập dưới 12.000 Mỹ kim hầu hết là các quốc gia phát triển dựa trên sự khai thác tiềm năng sẵn có.
những tiềm năng sẵn có thể kể ra như tài nguyên thiên nhiên, nhân công giá rẻ, vân vân. Hầu hết các quốc gia khi đạt đến mức thu nhập khoảng 12.000 Mỹ Kim, thì lợi thế nhân công giá rẻ không còn nữa. Lúc đó, tài nguyên thiên nhiên có sẵn cũng đã khai thác cạn. Chính vì vậy, những quốc gia nào không chuyển hướng phát triển từ việc khai thác tiềm năng sẵn có sang khai thác chất xám thì sẽ bị mắc kẹt trong cái bẫy này, không thể nào vượt qua được. Nếu một quốc gia muốn phát triển dựa trên sự khai thác chất xám như Nhật Bản, Nam Hàn ngày nay, thì trước tiên hệ thống chính trị quốc gia đó phải có chính sách dung bồi chất xám cho đất nước sử dụng vào lúc đất nước mất hết lợi thế sẵn có. Hay nói đúng hơn, để vượt qua mức lợi tức trung bình thì những nhà hoạch định chính sách phải chuẩn bị cải cách giáo dục theo hướng tiến bộ trước đó khoảng 20 năm, để đến khi gần đến mức thu nhập trung bình là khoảng 12.000 Mỹ Kim là lúc đất nước chuyển sang giai đoạn phát triển nền kinh tế dựa trên nền tảng tri thức một cách vững chắc. Lại nói về giáo dục, thông thường để có được nguồn chất xám tốt thì quốc gia đó dựa vào hai nguồn cung cấp. Nguồn thứ nhất là cho một lớp người tinh túy đi du học. Nguồn thứ nhì là chất xám được đào tạo trong nước. Để có nguồn chất xám dồi dào thì không thể cậy mãi vào lớp tinh túy đi du học về, mà phải dựa trên chân trụ giáo dục nước nhà. Thế nhưng với Trung Cộng, lớp tinh túy du học ở ngoài quốc hầu hết từ chối trở về, vì lớp này thường không dung nạp được với môi trường chính trị độc tài. Và lớp giỏi trong nước cũng tìm đường ra đi để thụ hưởng xã hội phồn vinh và bình yên tại các nước tiến bộ. Nói chi đâu xa, con cái của quan chức và các người giàu có Trung Cộng cũng đang tìm cách ra đi, chứ nói gì đến người dân. Như vậy, chất xám của Trung Cộng không những không đủ để giúp nước Tàu vượt qua 7 thu nhập trung bình. Điều này hoàn toàn khác với Nam Hàn, Đài Loan, Singapore khi những quốc gia này bước qua 7 thu nhập trung bình. Hiện nay Trung Cộng đang biến vào cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, làm cho hàng loạt công ty Hoa Kỳ đang rút dần ra khỏi đại lục. Lợi thế nhân công giá rẻ không còn, nên các doanh nghiệp của các cường quốc khác cũng đang rút ra. Ngày 28 tháng 8 năm 2019, trên báo Zing có bài viết mang tựa đề "Công ty ngoại quốc chạy khỏi Trung Cộng, hàng loạt nhà máy tê liệt". Bài này đã mô tả tình trạng rút lui. Thêm vào đó, lo ngại tình hình bất ổn chính trị từ Hồng Kông lan sang đại lục, nên nhiều nhà đầu tư mới cũng e ngại trong việc đầu tư vào nước Tàu. Kết quả của thương chiến với Hoa Kỳ tác động ngay tức thì đến nền kinh tế của Trung Cộng. Ngày 2 tháng 12 năm 2019, trên báo KFF có bài viết "Các doanh nghiệp cả nhà nước và tư nhân liên tiếp vỡ nợ, Trung Cộng nhấp nháy báo động đỏ". Trước đó, ngày 26 tháng 11, báo này cũng có bài viết "Trung Cộng đối mặt vụ vỡ nợ doanh nghiệp nhà nước lớn nhất trong 20 năm, đã mô tả rất rõ sự tác động của thương chiến Mỹ-Trung và giai đoạn Trung Cộng sắp biến vào 7 thu nhập trung bình. Chưa có tín hiệu nào cho thấy Trung Cộng sẽ vượt qua 7 thu nhập trung bình để gia nhập nhóm các nước phát triển. Khi con hổ dữ Trung Cộng đứng trước miệng bẫy, thì Tổng thống Donald Trump sẽ khó mà bỏ qua cơ hội để ghim cương con mảnh thú này. Với hành động khiêu chiến đúng vào lúc này, điều đó cho chúng ta thấy rằng Tổng thống Trump đã tính trước thời điểm thuận tiện nhất để đẩy cho con hổ Trung Cộng sập bẫy luôn và kết thúc chu kỳ thành công của nó. Với những khó khăn cả kinh tế lẫn chính trị đang hội tụ như vậy, thì có thể nói Trung Cộng khó có cơ hội nào để vượt qua 7 thu nhập trung bình đang dâng ra trước mặt. Thời kỳ thoái trào của Trung Cộng sẽ không còn xa nữa, và không biết khi khủng hoảng kinh tế lẫn chính trị gặp nhau cùng thời điểm thì kết quả sẽ ra sao. Điều đó thật khó đoán. Nhưng có một điều chắc chắn rằng,
Đảng Cộng sản Tàu sẽ không chịu cải tổ chính trị để diệt bẫy. Chính vì vậy, Trung Cộng sẽ càng rơi vào khủng hoảng. Và khi khủng hoảng, thì nó sẽ càng trở nên hung dữ gây hấn với các nước láng giềng để hướng sự chú ý dân chúng vào các cuộc gây gỗ đó. Và điều đó dự báo chẳng có tương lai tốt đẹp nào cho Việt Nam.